Tôi rất là muốn hỏi các bạn mỗi người một câu trước khi để các bạn gặp nhau. Bạn hình dung thế nào về chàng trai bên này, về ngoại hình? Thì em hình dung ra là một người trí thức, chắc là học giỏi mà học nhiều như thế cũng bị cận đấy, sẽ đeo kính. Thực ra là ngay từ khi vào đây được nghe tư vấn của các chuyên gia và cả anh nữa, em cũng quên mất cái gu của mình rồi. Và em quan trọng là được nói chuyện với anh ấy và được cùng nhau chơi một trò chơi như thế này thì em cảm thấy là em chốt. Em rồi. Ngắn gọn một từ, em chốt. Em chốt, rồi. Vẫn là câu hỏi đó dành cho Ngọc. Em tưởng tượng gì về cô gái ở bên này? Em tưởng tượng là bạn Dương sẽ một bạn nữ trông có cá tính và cũng có một chút điệu. Đến giờ phút này là em thấy rất là ưng rồi ạ. Rất là háo hức và tim đập khá là nhanh và đang hồi hộp. Thưa quý vị, khoảnh khắc tất cả chúng ta cùng chờ đợi đã tới. Em có thể là một người lắng nghe và chia sẻ được những cái câu chuyện của anh ý. Em thấy hợp quá. Tuổi trẻ, mình phải lao động, mình phải làm việc. Hãy cho nhau thời gian để cùng học cách yêu. Kể nhau những buồn vui, mình cùng đi qua tháng năm. Đời có bao lâu để tiến, chân thành từng phút giây được bên nhau. Điều quý giá trong cuộc đời là khoảnh khắc mình đã gặp nhau. Anh có kể về mối tình 2 năm sâu đậm của mình đúng không? Em muốn hỏi là anh đã sẵn sàng để bước qua và bắt đầu một mối quan hệ mới chưa? Rồi, anh rất sẵn sàng. Chỉ thế thôi ạ? Tại vì chuyện đấy thì cũng qua lâu rồi. Và anh thì bây giờ anh sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, cho một chương mới của cuộc đời mình.